Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà quy mô của doanh nghiệp mình mà chưa lớn thì không thể xây dựng một bộ phận pháp chế được, bởi vì dù sao thì pháp chế cũng là bộ phận đằng sau tư vấn, không là phải là bộ phận phân, tức là bộ phận đi kiếm nguồn thu về cho doanh nghiệp. Thì người ta sẽ chú trọng là phát triển các cái bộ phận mà để giống như là tháp nhu cầu Maslow thôi các bạn. Pháp chế doanh nghiệp cũng như thế, bắt đầu là phải cơm áo gạo tiền, phải có cái cuộc sống vật, cái yếu tố về vật chất là đầy đủ. Sau đấy mà tầng tiếp theo thì mới bắt đầu là cái nhu cầu về tinh thần. Sau tiếp theo nữa thì là các cái nhu cầu về mặt thừa nhận xã hội, hoặc là nhu cầu về danh tiếng, nhu cầu về khẳng định bản thân, cái doanh nghiệp. Mặc dù trong nó như con ma thì thôi đúng không? Nó cũng sẽ như thế các bạn ạ. Là nó sẽ phải, nó là từ nhỏ thì họ chỉ quan tâm đến là doanh thu, nguồn tiền, làm sao để cho là sống sót, để tồn tại đã. Sau đó phát triển lên thì sẽ có những cái vấn đề phát sinh, thì sẽ cần đến cái những cái tuyến phòng thủ và pháp chế sẽ ra đời. Và pháp chế ra đời thì ban đầu là pháp chế sẽ chỉ là một người thôi, hoặc là một nhóm người, hoặc là take care để kiểm soát toàn bộ các cái vấn đề pháp lý trong công ty. Sau đó thì nó sẽ phát triển lên bộ phận, và nó phát triển thành phòng 3, 4 tùy theo cái quy mô của doanh nghiệp.